Tôi là nạn nhân của những lời chỉ trích cay nghiệt trên mạng xã hội chỉ vì lối sống và cá tính của tôi khác họ. Tôi là Suli Choi. Đây là câu chuyện của tôi. Tên thật của tôi là Choi Jinji, một cô gái với tâm hồn tự do và khát khao thể hiện bản thân một cách chân thành. Sinh ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1994, tôi đã từng trải qua một cuộc sống đầy sáng tạo, những thành công đáng ngưỡng mộ và cũng không ít những trái đắng. Tôi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình khi gia nhập nhóm nhạc nữ FX và những năm tháng đó là những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Sự nghiệp của tôi càng phát triển hơn nữa khi tôi tập trung vào diễn xuất. Tôi đã có cơ hội tham gia vào nhiều bộ phim và chương trình truyền hình đáng chú ý, từ To The Beautiful You cho đến Fashion King và Ryan, tôi đã cố gắng truyền tải thông điệp của tình yêu, sự tự do và khát khao thể hiện bản thân. Từ khi tin tức về mối quan hệ hẹn hò của tôi với đàn anh hơn 14 tuổi, cho Iza, bị lộ ra, cuộc sống của tôi trở nên đầy sóng gió. Tôi phải đối mặt với sự chỉ trích, gièm pha từ những người hâm mộ trước đây từng yêu quý tôi. Những xì căng đan không tôn trọng khán giả, sự thiếu nhiệt huyết trong các buổi biểu diễn đã khiến tôi quyết định rời khỏi nhóm nhạc FX vào đầu tháng 8 năm 2015. Từ đó, tôi bước vào thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn khi tôi thoải mái hẹn hò bạn trai và chia sẻ những bức ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Tôi không ngại khoe những hình ảnh mà một số người cho là phản cảm, không mặc nội y và thậm chí thực hiện các bộ ảnh theo phong cách khiêu khích Lolita. Tôi cũng sẵn lòng đóng cảnh nóng 18 cộng trong các bộ phim, điều mà các nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc thường từ chối để duy trì hình ảnh trong sáng. Đáng chú ý, trong một số trường hợp, tôi đã hy sinh và đồng ý thực hiện những cảnh nóng trong phim Ryan với ý kiến rằng đó là một sự cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả lại tiêu cực và tôi bị dấy lên những cuộc tấn công dữ dội hơn. Tôi cảm thấy chán nản khi những nỗ lực của mình không được công nhận, thậm chí có tác dụng ngược lại. Cuộc sống đời tư của tôi trở thành đề tài gây tranh cãi và bạo lực trực tuyến trở nên ngày càng ác liệt. Tôi nhận được những lời lẽ xúc phạm, những tin đồn xuyên tạc và những hình ảnh, video bôi nhọ tràn ngập trên mạng xã hội. Họ chỉ trích tôi là con điên, đồ tâm thần, bệnh hoạn, loại con gái dơ bẩn. Những lời chỉ trích và sự bạo lực trực tuyến đã gây tổn thương tâm lý và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tôi. Tôi thường cảm thấy mình bị cô lập và không được người ta chấp nhận. Cảm giác mệt mỏi và chán nản đã cuối cùng đẩy tôi đến ranh giới. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tôi đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 25 xinh đẹp để tìm lại tự do và yên bình cho chính mình. Cái chết đột ngột của tôi đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc thương. Tuy nhiên tôi hy vọng rằng thông điệp về sự tự do cá nhân và quan tâm đến sức khỏe tâm thần sẽ tiếp tục lan tỏa, để không ai phải chịu đựng những đau thương và áp lực tương tự như tôi đã trải qua. Nếu bạn thấy nội dung này hấp dẫn, hãy theo dõi và bình luận tên nhân vật tiếp theo bạn muốn lắng nghe câu chuyện của họ. Cảm ơn rất nhiều, tôi đã bị ép đi tiếp khách hàng trăm lần cho những tên quan chức bụng vệ thỏa mãn. Hãy lắng nghe câu chuyện về cuộc đời diễn viên của tôi. Tôi tên là Giang Gia Ơn, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1980 tại Anson, Hàn Quốc. Tôi được biết đến như một nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình vào những năm 2000 và được đánh giá cao với vai diễn trong bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng năm 2009. Trong đó tôi đóng vai một nhân vật phụ tên là Sunny. Bộ phim này đã mang lại cho tôi sự nổi tiếng và sự công nhận từ khán giả. Tuy nhiên, cuộc đời của tôi không được trải qua một cách suôn sẻ. Tôi đã trải qua những khó khăn và áp lực trong ngành công nghiệp giải trí. Để có được vai diễn trong các dự án phim mới hay được mời đi dự sự kiện, tôi phải trả cái giá rất đắt. Tôi bị công ty ép đi hầu rượu, làm gái gọi cho những quan chức và đối tác lên đến hàng trăm lần. Tôi luôn luôn bị quấy rối tình dục, bị coi như món hàng thân xác để trao đổi. Bất cứ khi nào tôi được mặc quần áo mới là tôi phải đi gặp một con quỷ. Không chỉ ở Gangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke Suwon và nhiều nơi khác. Thậm chí vào ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, tôi cũng bị ép đi tiếp khách. Áp lực cả về thể xác và tinh thần khiến tôi ngày càng suy kiệt. Đỉnh điểm là ngày 7 tháng 3 năm 2009, ông chủ đưa tôi đi mua sắm quần áo và phụ kiện đắt tiền. Sau đó, thay vì đưa tôi về nhà, ông ta đưa tôi vào khách sạn và hãm hiếp tôi tới 4 lần trong 2 giờ đồng hồ. Chưa dừng lại, ông ta tiếp tục gọi điện cho bạn đến khách sạn và thay nhau hãm hiếp tôi, quay phim lại và dùng nó để uy hiếp tôi phải làm những trò bệnh hoạn. Trở về nhà, tôi đã để lại một bức thư tuyệt mệnh tiết lộ những bí mật đau lòng và nêu tên 31 kẻ đã lợi dụng thân xác tôi từ trước đến nay. Sau đó, tôi đã tự kết liễu đời mình. Mặc dù đã được liệt kê chi tiết trong bức thư, nhưng nhiều bằng chứng và chứng cứ liên quan đã liên tục bị mất mát hoặc bị phá hủy, làm trở ngại cho việc đưa ra kết luận chính thức và đưa ra án phạt đối với những người đã làm hại cuộc đời tôi. Cuộc đời của tôi không chỉ là một câu chuyện cá nhân đau buồn, mà còn là một lời cảnh báo về nạn mua bán thân xác và bạo lực lao động để được nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Nếu bạn thấy thông tin này hấp dẫn, hãy theo dõi và bình luận tên nhân vật bạn muốn nghe câu chuyện của họ. Cảm ơn.